Một số chia sẻ của mình khi đi khám ở bệnh viện nhiệt đới. Các bạn chịu khó đọc giùm mình nha. Cho đến nay mình khám được 3 năm rồi á. Chỗ bắt xe là trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt. Mình đứng đó là dễ bắt xe nhất nha. Phần quan trọng mình muốn chia sẻ nhất là ở đây nè. Gọi điện đặt số qua tổng đài nha mấy bạn. Gọi trước 30 hoặc 29 ngày thì mình sẽ được số tầm 100 đổ lại. Có khi khám tới bữa trưa sẽ xong. Mà nhiều khi á, số của mình sớm nhưng mà số người được ưu tiên á, là không cần bốc số khác sẽ được khám trước, như là người già, lớn hơn 75 tuổi, phụ nữ có thai nè, trẻ em 6 tuổi đổ lại thì sẽ không cần bốc số, được ưu tiên khám luôn. Cái hàng đó là những người không biết á, không có gọi điện cho tổng đài thì phải xếp hàng như vậy đó mấy bạn, chờ đến mùa quýt luôn nha. Đi vô mình chỉ kiếm chỗ để ngồi thôi, ngồi đợi cái bảng số thứ tự đến số của mình thì nộp sổ vô ô số 1. Tới mình rồi nè. Đó, nhanh lắm. Nhưng mà ngồi đợi đóng tiền để đi xét nghiệm máu á, thì lâu. Đóng tiền xong nhận lại sổ rồi mình đi qua phòng số 8 này nè, là lấy số thứ tự rồi ngồi đợi xét nghiệm máu nha. Cứ 3 tháng mình tái khám một lần, cũng được 3 năm rồi á. Khám riết rồi cũng quen, đi một mình là thoải mái nhất luôn á. Trời ơi, đợi đến hết thanh xuân quá. Xét nghiệm máu của mình không cần nhịn ăn, khi nào bác sĩ dặn thì mới cần nhịn thôi nha. Đừng có nhịn ăn người ta la đó. Tới số là vô đưa sổ cho y tá thôi, rồi mình ngồi theo thứ tự. Chờ có ô nào trống thì mình vô lấy máu. Đau lắm bạn ơi, có mấy lần máu mình nó không cầm ấy, nó cứ chảy quá trời luôn á. Chọc mấy bạn xíu chứ, giống như là kiến cắn thôi à. Cố lên nha.
Bây giờ mình đi ngược ra cái tòa nhà hồi nãy mình nói á. Trời ơi, đau quá nè. Bây giờ đi siêu âm bụng, gan. Đi lên lầu vẹo tay trái. Lấy số thứ tự. Bây giờ chờ cái bảng đó hiện lên số thứ tự của mình thì mình đi vô phòng siêu âm khám nha. Ở đây bác sĩ nào cũng dễ thương hết á. Hôm nay mình đi khám bệnh hên với mấy bạn. Siêu âm xong thì mình có kết quả luôn. Nhưng mà kết quả xét nghiệm máu thì tầm 2 tiếng mới có. Thì mình đi ăn sáng uống cà phê. Sau đó đến đúng giờ mình nộp cái phiếu lấy kết quả ở quầy C. Có phiếu siêu âm và phiếu xét nghiệm máu. Thì mình nộp lại cho cô đó và chờ khám nha. Không biết có phải do mình khám dịch vụ không mà tầm 3 năm là mình đã bớt những cái virus trong máu. Mình có một chị bạn khám bảo hiểm cũng gần chục năm rồi vẫn chưa hết bệnh. Mình cũng không rõ lý do này. Lê Thủy Minh Châu. Đó là những chia sẻ của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Có gì thắc mắc, comment cho mình nha.